Hello, mới mua hai cái túi ngủ trên Lazada 149 nghìn một cái, free ship luôn. Giờ bóc tem ra nha, coi bên trong là như thế nào nè, gói cũng đẹp lắm. Trời ơi, bữa nay ngày ốp, phải chạy vô tới không được, công ty đã lấy dạ. Thôi, chịu khó giả man. Ấy da, gói kỹ. Rồi, rất đẹp luôn. See, thôi cái này. Oh my god. Ở bên trong này còn một cái gói đa năng để có thể xả stress trong lúc căng thẳng, lúc làm việc. Cực kỳ thích cái túi này luôn. Trời ơi, gói chi mà kiểu gì không biết nữa, cái này đâu phải là hàng dễ vỡ đâu. Rồi, gấp bánh này. Sơ tay đấy. Ăn phải dù luôn. Gọn nhẹ rồi. Cái đây là phần bên trong, bên trong có những cái gì mọi người nói nó rất là mỏng, không biết là nó có đáp ứng được hồi này. Yeah, oh my god, cũng được chứ nhờ, mà mỏng thiệt. Oh my god, fucking mỏng. Bây giờ đây là dây kéo nè, kéo ra cái nhét thuốc cho mình trồng lột. Trải nghiệm vô nằm thử như thế nào nha. Giờ này vô túi ngủ nè, nực như điên luôn. Thấy cũng được quá nè. Xong rồi, ngủ thôi, bye bye.